Chào mừng quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, ở trong video này của ngày hôm nay thì em sẽ test cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe, cùng cảm nhận và cùng tham khảo cặp loa siêu chép. Giá chỉ có 1 triệu đồng mà thôi. Nhưng đây là chép hàng bãi xịn sách tay của Mỹ. Đấy. Các bác chúng ta vừa nghe nhạc, vừa karaoke và vừa trưng bày. Đấy. Với cặp loa siêu chép này, các bác mua một nhưng mà các bác được rất là nhiều. Các bác được hát karaoke này, các bác được nghe nhạc này, các bác được trưng bày. Vâng, cặp loa siêu chép độc lạ chất và dòng Bose T10 này thì rất là hiếm. Vâng. Được thiết kế 200W trở kháng là 8 ohm. Thì các bác chúng ta có thể ghép cùng với lại những cặp loa bát 20, bát 25 và bát 30. Đặc biệt hơn là các bác hát karaoke không bị hú rít mic, không bị vỡ tiếng ở giải cao. Các bác nghe nhạc cũng vậy, các bác nghe nhạc thì không bị chói tiếng, không bị đau tai, không ảnh hưởng đến màng nhĩ của chúng ta, không ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và đây là dòng loa siêu chép hàng bãi xịn sách tay mà được rất là nhiều bác chúng ta tin dùng sử dụng và được các bác đánh giá rất là cao. Với video của ngày hôm nay thì em sẽ test và em sẽ ghép cùng với lại cặp loa JBL KI512 hàng bãi Mỹ xịn bát 30 các bác nhé. Bát 30, 3 đường tiếng. Đấy. Vâng, JBL KI512 này thì nó được trang bị là một bát 30, một âm chung và một chép kèn rồi các bác nhé. Nhưng để xem cặp loa siêu chép Bose T10 này khi gắn vào cùng với lại loa JBL KI512 này, cái chất âm của nó có hay hơn nhiều và nó có sự thay đổi, những sự khác biệt lớn hay là không quý vị nhé. Và trước khi test thì em sẽ quay chi tiết cận cảnh cặp loa siêu chép cho các bác chúng ta cùng theo dõi nhé. Đây là thông số mặt đằng sau của cặp loa siêu chép các bác nhé. Chân này là xoay 360 độ được các bác nhé. Đấy, chân này là các bác xoay 360 độ. Đấy. Và đây là chưa có loa siêu chép. Em chưa gắn loa siêu chép các bác nhé. Bây giờ em sẽ cố định điện thoại lên trước và em sẽ đặt test là cặp loa JBL KI512 này trước các bác nhé. Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dẫn em về vùng ngoài ô có ngõ bóng mây. Ở đây em vắng thưa người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sâu lắm nên khói sương răng đôi khó quên. Tóc mây thường mùi cỏ đưa anh thoáng xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mây đang dấu chân tròn đường đi bước mòn. Giờ khi người đi để thương để nhớ thương yêu đường ai nỡ trôi từ đường hành quân nắng cháy ra người tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời nhiều khi trông rất mong mỏi kêu chớ đi lại vùng tình yêu lắm bởi nhân gian để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mây thường khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cao
xóm nhà em, bên hàng xóm nhà em bây giờ là đang thi công công trình, là đang xây nhà lên, cho nên là nó hơi ồn một chút xíu. Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dẫn em về vùng ngoài ô có cỏ bông mây. Ở đây em vắng thương người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sâu lắm nên khói sương rằng đôi cỏ quen. Tóc mây thường mùi cỏ đưa anh thoáng xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mây đang dấu chân tròn đường đi bước mòn. Giờ khi người đi để thương để nhớ thương yêu đường ai nỡ trôi từ đường hành quan nắng cháy ra người tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời nhiều khi trong giấc mong mỏi kêu tên em kêu chỉ một tên những ngày anh đi khỏi xin em chớ đi lại vùng tình yêu năm bảy nhân gian để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mây thường khi vào tôi nhớ hương mày nhớ cả người ngủ trên cỏ mây thường khi vào tôi nhớ hương mày nhớ cả người. Dạ vâng, đây chính là cặp loa siêu chất Bose T10 các bạn nhé, giá chỉ có 1.000.000 đồng mà thôi. Mọi chi tiết xin quý vị và các bác chúng ta liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.